hùng lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư à, trong buổi chiều hôm nay ngày giao dịch của phiên ngày thứ ba thì hùng sẽ có một bản tin ngắn để gửi đến tất cả anh chị em à, cộng đồng nhà đầu tư à, trên khắp mọi miền tổ quốc cũng như trên kênh à, chứng khoán chiến binh trên từng con sóng thì à, chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì hùng lê đã thấy có một cái số các cái tín hiệu kỹ thuật khá là tốt vì vậy nên là hùng sẽ làm một cái bản tin phân tích ngắn để cho các anh chị em cập nhật thêm tình hình và à, xuyên suốt cái quá trình phân tích thì hùng đã lưu ý rồi tất cả những cái phân tích trên các cái video của kênh thì đấy là quan điểm cá nhân Hùng Lê. Vì vậy các anh chị em của chúng ta sẽ cân nhắc trước khi mà chúng ta xem các cái clip này. Thì đầu tiên Hùng muốn các anh chị quan sát lại một cái biểu đồ đây. Đây chính là cái biểu đồ diễn biến về cổ phiếu mua, cổ phiếu chờ mua và cổ phiếu bán và cổ phiếu chờ bán thì trong phiên giao dịch của ngày hôm nay thì như các anh chị thấy rằng là trong phiên giao dịch của ngày hôm qua cái đó, thì cái cổ phiếu chờ mua đó đã tăng lên một cái uh, mức khá là cao ở khoảng quanh vùng 88 đến 90 cổ phiếu và uh, cùng với đó thì cổ phiếu chờ bán đã giảm xuống tức là cổ phiếu chờ bán đã bắt đầu liên tục giảm ở trong thời gian vừa qua đó liên tục giảm ở trong thời gian vừa qua và đồng thời cổ phiếu bán thì trong phiên ngày hôm qua thì nó cũng đã tiếp tục uh, rơi về mức khá là sâu và trong phiên giao dịch của ngày hôm qua thì cổ phiếu chờ mua à, cổ phiếu mua thì nó bắt đầu có cái tín hiệu uh, tăng lên Đó, bắt đầu tăng nhẹ lên và đến phiên giao dịch của ngày hôm nay thì uh, cổ phiếu chờ uh, cổ phiếu mua đã đạt lên được cái ngưỡng kỹ thuật rất là cao và cổ phiếu chờ mua tiếp tục neo ở mức cao đồng thời thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu bán đã tiếp tục uh, có cái sự suy giảm rất là mạnh ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay Chính vì vậy đây là những yếu tố kỹ thuật rất là quan trọng để có thể giúp cho thị trường của chúng ta có một cái sự phục hồi. Còn ở trên góc độ kỹ thuật thì trong phiên giao dịch của ngày hôm qua, ở đây là khoảng lúc khoảng đó khoảng tầm 10 giờ 50 phút ngày hôm qua. Thì tại thời điểm đó thì Hùng đã bắt đầu nhìn thấy index có một cái lực hồi và sau khi nó đã test ở cái vùng 1050 điểm tức là chính là cái bản tin phân tích tuần thì tí nữa chúng ta sẽ quay trở lại. Và sau đó có một cái nhịp long thì nó đánh có một nhịp test Và sau đó thì nhịp long này xong thì nó sẽ có xu hướng công lại cản ở vùng 1055 Và cái vùng 1048, 1049, 1050 Tức là sau khi mà nó có cái nhịp hồi long ở đây các anh chị Thì xu hướng nó sẽ quay trở lại test lại cung ở cái vùng này Thì tại thời điểm đó lùng đã bắt đầu phân tích về thị trường chung và cái kịch bản đó và cái kịch bản ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai đầu tuần thì cũng đã đưa cho các anh chị em một cái kịch bản dự báo tức là có thể thị trường nó sẽ có một cái phiên ép và sau đó thì tay to người ta sẽ kéo để người ta làm cho thị trường mà chúng ta sẽ không không có cái cơ hội cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ sau khi bán xong thì họ kéo và như vậy trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chắc chắn là như vậy rồi với những anh chị em bị bán ở phiên sáng thì phiên chiều chúng ta sẽ không uh, kịp để mua uh, và nếu uh, và ở đây các anh chị ở trong khoảng 10 giờ đó thì uh, hùng tiếp tục quan sát cái lòng của thị trường và nếu như chúng ta phân tích ở trên trực diện về lòng thị trường á, thì đa phần nhà đầu tư sẽ cảm thấy là chán nản và cảm thấy tiêu cực ở trong phiên ngày hôm nay và tiếp tục bán ra cổ phiếu nhưng với góc độ của team chúng ta thì chúng ta sẽ đánh giá nhìn sâu về bản chất, về lòng nội, về 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 lòng và nội tại của thị trường. Và chúng ta sẽ làm ngược lại đám đông, đó là trong phiên giao dịch ngày hôm qua lúc đó là 10 giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát bình tĩnh và tập trung cơ cấu nhẹ những cái mã cổ phiếu những cái nhóm ngành mà chúng ta đã được đạp về những cái hỗ trợ tốt. Đó. Và chúng ta nhìn lại uh, chỉ số chúng ta cùng nhìn lại chỉ số VN Index ở trong Ờ, trong trong hai phiên giao dịch của ngày hôm qua và ngày hôm nay thì đây các anh chị tại cái thời điểm là khoảng tầm 10 giờ ngày hôm qua đây thì khi đó thì index của chúng ta có một lực hồi và khi có lực hồi này thì cũng đã có dự báo là khả năng thì nó sẽ quay trở lại test lại ở cái vùng mươi và các anh chị nhìn thấy đây là một điểm test thứ nhất ở vùng 1050 cộng và điểm test thứ hai cũng xí soát ở vùng 1050 cộng phiên ngày hôm nay thì ATO uh, index của chúng ta vượt thoát vùng uh, cản ở đây là 1055 và sau khi mà bứt thoát cản 1055 thì nó lại tiếp tục quay trở lại test đây các anh chị Cái điểm này, cái điểm này tức là khoảng quanh vùng 1050 đến khoảng quanh vùng 1051 Đó và tiếp tục những cái điểm test đây và kết phiên thì nó nằm ở vùng 1055.2 Tức là nó đóng đúng cái vùng cản kỹ thuật của chỉ số VN Index ở đây Đó như vậy trên góc độ kỹ thuật đó, về mặt điểm số thì chúng ta chưa nhìn thấy được là thị trường của chúng ta có những cái điểm số tăng nhiều tuy nhiên về lòng thị trường thì cũng có thể nhìn thấy được là cái xác suất về Khả năng cao, khả năng cao về thị trường kết thúc nhịp rơi. Thị trường đã kết thúc nhịp rơi ở quanh vùng quanh vùng một index ở khoảng quanh vùng 1018 1050. Và cái câu chuyện là gì? Tức là chúng ta sẽ quay trở lại trên trạc kỹ thuật giờ để chúng ta nói đến cái câu chuyện là vậy thì khi mà index của chúng ta dự báo cái khả năng là nó sẽ ngừng nó sẽ ngừng rơi ở cái điểm đó, vậy thì nó cần phải đáp ứng những cái tiêu chí kỹ thuật như thế nào? tức là như vậy là phiên ngày hôm nay là một phiên có khả năng có cái sự xoay chiều và cái sự ổn định của index ở đây các anh chị bắt đầu chúng ta nhìn thấy rằng là index của chúng ta bắt đầu có cái sự hình thành về một cái góc tăng về mặt kỹ thuật như vậy để mà xác nhận rằng cái nhịp sóng này của chúng ta cái nhịp sóng này của chúng ta bắt đầu có cái sự phục hồi thì index của chúng ta cần phải vượt thoát tiếp cái ngưỡng mà nó đã tạo ra trong phiên giao dịch của ngày hôm nay đó chính là khoảng quanh vùng không nhớ nhưng mà khoảng vùng quanh vùng 1060, 1057, 1058 tức là khoảng quanh vùng 1060. Đó và index của chúng ta, index giờ chúng ta cần phải kết thúc và đóng cửa lại ở đó, phải vượt thoát được khi vượt thoát được vùng 1060 thì là đẹp rồi. Đó, nhưng mà phiên ngày mai index giờ của chúng ta kết thúc được ở trên khoảng vùng 1058, 1057, 1058, 1057. Đó. Index của chúng ta đóng cửa trên được vùng 1057 và lực cầu tiếp tục được cải thiện thì đấy là những cái tín hiệu cơ sở rất là quan trọng để giúp cho chúng ta nhận diện thêm cái xu hướng phục hồi của thị trường thêm phần vững chắc. Còn đối với chỉ số VN30, ở đây các anh chị thì chúng ta cũng sẽ quan sát ở trên chạc kỹ thuật giờ thì chúng ta cũng thấy rằng là cái điểm rơi của VN30 ở đây trong trong tuần vừa qua nó ở vùng 1058 đến 1060 và đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó tiếp tục test nhẹ lại quanh vùng 1061 và đóng cửa khoảng quanh vùng 1065 như vậy là chỉ số VN30 chúng ta cũng bắt đầu có một cái lực phục hồi nhẹ đây tín hiệu đường MACD bắt đầu chuyển xanh tuy nhiên là cái tín hiệu này nó chưa mạnh mẽ và nó sẽ cần thêm tín hiệu của phiên giao dịch của ngày mai thì để chúng ta sẽ đánh giá thêm còn đối với chỉ số phái sinh thì tiếp tục quan sát cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đây các anh chị vùng hỗ trợ kỹ thuật của phái sinh nếu nhớ không nhầm em đã có phân tích khá là sát rồi đấy thì chúng ta tiếp tục phái sinh thì chúng ta tiếp tục kiểm định lại vùng 1061 đến vùng 1063. Trong trường hợp nếu như bị rơi khỏi cái vùng này thì cái đó thì chúng ta sẽ tính 1052 đến 1055. Cái cái yếu tố này thì chúng ta đã phân tích ở trên bản tin tuần rồi. Thì ngày hôm nay uh, sau hai phiên giao dịch thì chúng ta thấy rằng là vùng 1061 ở đây của index uh, Ở xin lỗi cả nhà, của phái sinh đang tương đối là ok. Vùng 1060, 1061 đây. 1062 và 1063 đây thì các anh chị nhìn thấy ở đây chính là cái hùng cái hình mùng đóng hộp ở đây chính là biên dưới là 1061 và biên trên là 1063 trung bình 1062 thì chúng ta nhìn thấy rằng là trong uh, các cái phiên giao dịch đầu tuần thì nhìn chung là phái sinh đang giao dịch tương đối là ổn định ở trong uh, ở trong biên này và như vậy kết hợp thêm những yếu tố kỹ thuật như vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi là phái sinh sẽ có thể uh, long vượt vùng 1066 với một cái trend kỹ thuật uh, long chắc ở đây thì khi đó thì xác suất cao là cơ sở của chúng ta sẽ uh, tạo uh, tạo đáy, uh, tạo đáy gọi là cái cái nhịp nhịp chỉnh đáy này, cái nhịp chỉnh này của thị trường uh, chúng ta sẽ kết thúc. Và định hướng trong phiên giao dịch của ngày hôm nay, uh, phiên giao dịch của ngày hôm nay cũng như vậy thôi. Ngay từ đầu phiên thì cũng đã có phân tích ở những cái yếu tố kỹ thuật và trên cái bộ uh, tham số chung của thị trường á thì chúng ta thấy rằng là index sẽ tiếp tục tích lũy ở vùng 1018 1050. VN30 ở 1058 đến 1060 và Phái sinh tiếp tục đánh giá ở 1061 đến 1063. Đây là những cái vùng hỗ trợ tích cực và khả năng đáy của thị và khả năng đây sẽ là đáy của nhịp rơi này. Cần một cây hammer để chúng ta xác nhận thêm cái lực đi của thị trường ở trong phiên giao dịch của ngày ngày mai và tiếp tục bắt thêm các cái vị thế mà chúng ta theo đuổi. Đồng thời thì Hùng cũng đã có khoảng tầm độ lúc buổi sáng thì cũng có phân tích thêm cái cái tín hiệu của nhóm ngành chứng khoán thì các anh chị em lưu ý là hiện tại là nhóm ngành chứng khoán của chúng ta đang đang đánh ở trên chạc kỹ thuật tuần tức là sóng tăng của nó là sóng tăng tuần chứ nó không phải sóng tăng ngày nữa và chúng ta chú ý rằng là một số các cái mã cổ phiếu rất cơ bản nó đang xây những cái nền hỗ trợ cực kỳ là tích cực ví dụ như VCI đó các anh chị đây VCI đây đó có chụp đây thì sau một cái nhịp tăng đây nó chỉnh cung và nhịp tăng này nó chỉnh cung và nó đang tích lũy ở vùng 30 đến vùng 31 cực đẹp đây là những cái cơ sở rất là quan trọng để cho VCI tiếp tục đánh hoặc là đối với SSI thì các anh chị vùng nền 20-20.5 HCM ở vùng 24.5 đến vùng 25 VND ở vùng 14 đến 14.5 VX ở vùng 71-74 SHS ở vùng 96 đến 10 MBS ở biên 15.5 đến 16 AGR 9 đến 9.4 SBS ở vùng 5.6 đến vùng 6 và đấy là những cái yếu tố kỹ thuật rất là quan trọng để giúp cho nhóm ngành chứng khoán của chúng ta tiếp tục tăng và các anh chị nhìn thấy phiên chiều thì nhóm ngành chứng khoán của chúng ta đã tăng rất là mạnh À, về phái sinh ở đây nó cũng có phân tích đó thời điểm phái sinh ở đây một ngày thì chúng ta có khá nhiều và khoảng tầm uh, trước 14 giờ đó thì bắt đầu là nhìn thấy cổ phiếu mua đang tăng mạnh mẽ và khả năng là thị trường sẽ bẻ phá, bẻ phá xu hướng và các anh chị em có cần cái gì thì cần thêm thì chúng ta cùng quay trở lại ở đây các anh chị cùng sẽ mở lại cho anh chị xem ở trên trạc kỹ thuật ngày chúng ta sẽ quan sát thêm cái tín hiệu kỹ thuật của chỉ số vn index các anh chị mọi cái sự phân tích nó là tương đối và nó không có cái gì là tuyệt đối ở đây cả và nó chỉ là tương đối thôi các anh chị nhá thì trong cái phiên giao dịch ngày mùng tháng 4 thì các anh chị uh, vì các anh chị không ở trong tim nên là các anh chị sẽ không cập nhật được uh, nhưng hùng đã có những cái sự phân tích rất là sớm ở đây tại cái thời điểm này thì cái cổ phiếu chờ bán và cổ phiếu bán đã tăng lên đột biến chính vậy nên là thị trường của chúng ta đã bắt đầu có một cái xu hướng xu hướng chỉnh giảm ở sau đó tuy nhiên đến uh, đến cái thời điểm hiện tại thì sau khi mà chúng ta uh, chúng uh, sau khi mà chúng ta uh, đã có một cái nhịp chỉnh giảm và hiện tại thì index của chúng ta ở đây nó đang ở vùng 1050 và vùng 1050 và vùng 1048 ở đây các anh chị. Và ở tại thời điểm này thì ông đã bắt đầu uh, ông đã bắt đầu nhận diện thấy một cái tín hiệu kỹ thuật. À, ở thời điểm hiện tại từ phiên giao dịch của ngày hôm qua và ngày hôm nay thì uh, uh, thị trường đã bắt đầu có một cái tín hiệu dịch chuyển nhất định đó là cổ phiếu mua và cổ phiếu chờ mua đã tăng lên. Và đấy là những cái cơ sở rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có thể nhận diện cái xu hướng thị trường nó bắt đầu có cái sự phục hồi ở đây. Và khi thị trường bắt đầu có cái sự phục hồi thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái điểm mua những cái điểm giải ngân và ví dụ như cũng có nói ở đây, ví dụ trong phiên ngày mai ở chỉ số index ngày của chúng ta có nó xuất hiện một cái cây hammer như thế này và tăng mạnh và nó vượt thoát được vùng 1057 1058 1060 thì đây là một cái tín hiệu kỹ thuật tuyệt vời để cho chúng ta à, gia tăng vị thế gia tăng tỷ trọng để làm gì để khi đó thì sau đó thì index của chúng ta lại quay lại vùng kháng cự 1080 đến vùng 1090 À, về đến cái vùng kháng cự này thì chúng ta lại lại tiếp tục quan sát cái lòng thị trường để chúng ta xem a à, tại cái thời điểm đó thị trường nó vận động như thế nào đó thì ví dụ như về đến đây mà cổ phiếu bán và cổ phiếu mà bán mà tiếp tục tăng mạnh ở đây thì như vậy đấy là thời điểm mà chúng ta lại canh để chúng ta chốt à, chốt bớt lợi nhuận đó thì cái cái phương pháp của chúng ta là gì chúng ta nương theo xu hướng thị trường các anh chị và chúng ta không chống lại xu hướng của thị trường và cơ sở thị trường nó đi theo cái hướng nào thì chúng ta sẽ hành động theo cái hướng đó chứ còn chúng ta không chống lại và ông lưu ý lại với các anh chị là tất cả các phân tích về mặt kỹ thuật là chúng ta dựa vào những cái tín hiệu kỹ thuật ở trong quá khứ ở trong hiện tại để chúng ta nói về một cái gì đó nó về tương lai và chính vì chúng ta nói về tương lai nên nó sẽ có xác suất nó không thể một trăm trăm nhưng khi mà chúng ta có những cái phân tích có những cái dự báo thì đâu đó nó được khoảng tầm 60 70 đến 80 phần trăm như vậy cũng là rất là hạnh phúc rồi Ok bản tin ngắn thì chỉ như thế này thôi và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật thêm thị trường trong các cái bản điểm tin tiếp theo